Kỳ sướng. Okay, you stay in Vietnam 1 year. Hello các bạn, lại là mình đây. Mình là Mr. Jam, khám phá những điều kỳ thú. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy video hay và thú vị thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Và hiện tại, mình đã có mặt tại Đà Nẵng, một thành phố của Việt Nam mà ai cũng cho là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay không có gì khác, đó là các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem tại sao mà Đà Nẵng được mình danh là thành phố đáng sống như thế. Trong video ngày hôm nay được chia làm 3 nội dung chính. Thứ nhất là về vị trí địa lý, thứ hai là về khí hậu, thứ ba là về mặt du lịch. Và chúng ta hãy cùng nhau đi thôi nào. Thứ nhất về vị trí địa lý, với diện tích là 1.285 km², Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc của Trung ương, nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, là thành phố trung tâm và lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Về phía Bắc giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế, về phía Nam và Tây giáp với tỉnh Quảng Nam, về phía Đông giáp với Biển Đông. Với vị trí trung độ của cả nước, Đà Nẵng cách Hà Nội 765 km² về phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh 964 km² về phía Nam. Nối vùng Tây Nguyên chủ phú qua quốc lộ 14B và là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và nước bạn Lào. Các trung tâm kinh doanh thương mại của các nước vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương đều nằm trong phạm vi bán kính là 2.000 km² từ thành phố Đà Nẵng. Về khí hậu, Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao và ít biến động. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 9, mùa mưa từ tháng 1 đến tháng 12. Và nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 25 độ C. Và thứ ba là về mặt du lịch. Nói đến du lịch trải nghiệm tận hưởng thì mình không thể phủ nhận Đà Nẵng quá là một thành phố đáng sống luôn. Vâng, hiện tại rất là nóng luôn. Rác là rác da. Không sợ đen nha. Okay. Đà Nẵng hầu như đáp ứng tất cả nhu cầu của mình. Mình là một người thích tự do và đi lại và làm việc. Chính vì vậy, Đà Nẵng rất phù hợp với các bạn làm việc freelancer. Ở đây mình có thể đến các quán cà phê, nhà hàng để làm việc yên tĩnh, tập trung cao độ. Cái mà mình thích nhất ở Đà Nẵng là có rất nhiều bạn trẻ đến đây du lịch sinh sống và khởi nghiệp. Chính vì vậy, mình đã có rất nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen, cũng như mở rộng dịch vụ công việc thiết kế website của mình. Và sau mỗi giờ làm việc, điều mà mình mong chờ cuối ngày đó là đi biển. Biển ở Đà Nẵng rất đẹp vào buổi chiều. Các bạn có thể vừa tắm này, vừa tập thể dục và ngắm chùa Linh Ứng từ phía xa. Ở đây có rất nhiều du khách đến Đà Nẵng. Nếu bạn nào thích thú học tiếng Anh hay muốn giao lưu các bạn với các bạn phương Tây thì đây quá là một cơ hội hiếm có luôn. Ai chà, xíu nữa thì mình quên mất. Nói về du lịch thì không thể nhắc đến địa điểm du lịch và ẩm thực nơi đây. Thế còn ẩm thực thì sao? Ở đây mình thường đến hai siêu thị để ăn uống như Vincom, Lotte. Ngoài ra các bạn cũng nên ghé chợ Cồn để thưởng thức các món ăn ẩm thực địa phương tại đây nhé, tha hồ mà ăn luôn. Thế mình cũng đã đi khắp Đà Nẵng rồi. Quả thật là một thành phố đáng sống luôn các bạn ạ. Các bạn nào để đến đây thì cho mình xin ý kiến dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.